Chào mừng bà con đã đến với bản tin giá thủy sản hôm nay. Chúc bà con một ngày mới tốt lành. Hôm nay 9 tháng 10 năm 2021, giá tôm tại khu vực miền Tây xu hướng tăng trở lại. Giá tôm thẻ kiểm kháng sinh tại khu vực Bạc Liêu tăng nhẹ. Tôm thẻ size 20 con giá 240.000 đồng 1 kg. Size 25 con giá 180.000 đồng. Size 30 con giá 150.000 đồng 1 kg. Size 40 con giá 130.000 đồng. Size 50 con giá 113.000 đồng 1 kg. Tôm thẻ size 60 con đang có giá 105.000 đồng 1 kg. Hiện tại, giá tôm sú oxy tại khu vực Bạc Liêu ổn định. Cụ thể, tôm sú oxy size 20 con lớn giá 230.000 đồng 1 kg.

Tiếp theo, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh tại khu vực Sóc Trăng cũng tăng nhẹ. Theo đó, tôm thẻ size 20 con đang có giá 238.000 đồng 1 kg, tăng 2.000 đồng. Size 25 con giá 182.000 đồng 1 kg, tăng 2.000 đồng. Size 30 con giá 150.000 đồng 1 kg. Size 40 con giá 130.000 đồng. Size 50 con giá 112.000 đồng 1 kg. Size 60 con giá 103.000 đồng. Size 70 con giá 98.000 đồng 1 kg, tăng 1.000 đồng. Size 80 con giá 92.000 đồng. Tôm thẻ size 100 con đang có giá 81.000 đồng 1 kg, tăng 1.000 đồng. Tại khu vực Cà Mau, giá tôm thẻ chân trắng ao và kiểm kháng sinh xu hướng tăng nhẹ. Cụ thể, tôm thẻ size 20 con đang có giá 240.000 đồng 1 kg. Size 20 con nhỏ giá 237.000 đồng. Size 25 con lớn giá 185.000 đồng 1 kg. Size 25 con nhỏ thu mua với giá 180.000 đồng. Size 30 con lớn có giá 152.000 đồng 1 kg, tăng 2.000 đồng size 30 con nhỏ giá 150.000 đồng, tăng 2.000 đồng. Size 40 con đang có giá 131.000 đồng, tăng 1.000 đồng. Size 50 con có giá 113.000 đồng 1 kg, tăng 1.000 đồng. Size 60 con đang thu mua với giá 103.000 đồng. Tôm thẻ size 80 con có giá 90.000 đồng 1 kg. Sau đây... Mời quý bà con theo dõi giá tôm thẻ oxy và dập đá tại khu vực Bình Đại Bến Tre. Tôm thẻ oxy size 30 con lớn giá 160.000 đồng. Size 30 con nhỏ giá 157.000 đồng. Size 40 con giá 135.000 đồng. Dập đá 128.000 đồng. Size 50 con giá 115.000 đồng. Dập đá 110.000 đồng size 60 con giá 107.000 đồng, dập đá 100.000 đồng. Size 70 con giá 102.000 đồng, dập đá 95.000 đồng. Size 80 con giá 90.000 đồng 1 kg. Size 90 con giá 85.000 đồng. Tôm thẻ Oxy size 100 con đang có giá 80.000 đồng 1 kg. Tiếp theo, xin giới thiệu đến quý bà con một sản phẩm dùng trong xử lý môi trường thủy sản của công ty trách nhiệm hữu hạn Tiệp Phát. Sản phẩm siêu diệt khuẩn với công thức diệt khuẩn thế hệ mới, giúp diệt nhanh các loại vi khuẩn, virus, nấm gây bệnh trên cá như bệnh lở loét, xuất huyết, thối đuôi, gan thận mũ. Sử dụng siêu diệt khuẩn giúp hạn chế dịch bệnh, tạo môi trường trong sạch giúp tôm, cá, ếch phát triển tốt ngoài ra sản phẩm còn dùng để sát trùng dụng cụ bể ương trong nuôi trồng thủy sản mời quý bà con xem chi tiết sản phẩm cũng như cách sử dụng ở liên kết bên dưới về chi tiết giá cá giá ếch giá tôm thẻ giá tôm số hôm nay mời quý bà con tiếp tục theo dõi liên kết tại phần bình luận của bản tin nhé cảm ơn quý bà con đã theo dõi bản tin giá thủy sản hôm nay nếu thấy nội dung hữu ích xin vui lòng nhấn subscribe kênh để không bỏ lỡ bản tin mới nhất nhé chúc bà con một ngày mới tràn đầy năng lượng cho một vụ mùa bội thu